À, xin chào các bạn, hôm nay là Nguyễn Dân Việt Đích đã ăn. Hôm nay là ngày mùng 7, mùng 7 tháng 9. Việt Đích đã chuyển hàng đến công trình. Và đây là tất cả hàng đã được chuyển công trình để chuẩn bị ngày mai sẽ phát tặng. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Khi về đến đây là khoảng 4 rưỡi chiều, anh em đã vận chuyển. Xếp ở trong đây bây giờ là 20 giờ tối, tức là 8 giờ tối. Còn lại trong góc càng tiếp đấy. Vừa mới vận chuyển xong tất cả đồ nội thất của căn biệt thự này vào trong nhà để không bị mưa. Và bây giờ đang là 20 giờ 07 phút, tức là 8 giờ tối ngày 7 tháng 9. Đã vận chuyển hết đồ nội thất vào trong nhà để chuẩn bị ngày mai sẽ lắp đặt. Ok, mời các bạn vào thăm và kính trọng. Hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp. Khi về đến đây là khoảng 4 rưỡi chiều và anh em đã vận chuyển. Xếp vào trong đây bây giờ là 20 giờ tối, tức là 8 giờ tối. Nó đã cho gọn gàng tiếp vào đây. Sản phẩm cho đây và để ngày mai anh em sẽ bắt đầu lắp đặt. Và xin quý vị tiếp tục theo dõi để sau khi hoàn thiện xong căn hộ này thì Vlink sẽ review lại. Sau quá trình hoàn thiện của căn biệt thự này, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video này. Xin cảm ơn.